Xin chào các bạn, không thể phủ nhận về độ hot của nghề lập trình viên và hơn nữa nó đang có nhu cầu tuyển dụng rất cao tại các doanh nghiệp phần mềm. Và cùng tìm hiểu xem chương trình học lập trình viên full stack tại NIIT ICT Hà Nội có gì nhé. Chương trình học này rất phù hợp với các bạn học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Chương trình còn rất phù hợp đối với các bạn sinh viên hay người đi làm có yêu thích về công nghệ thông tin hoặc muốn chuyển đổi ngành nghề sang công nghệ thông tin để tìm kiếm một cơ hội tốt hơn. Chương trình học lập trình viên full stack tại NIIT ICT Hà Nội có 12 tháng thực học. Trong 6 tháng đầu, các bạn sẽ được học về front-end và trở thành lập trình viên front-end chuyên nghiệp, có thể tự mình xây dựng nên các giao diện của website. Và 6 tháng sau, các bạn sẽ được học về back-end với các ngôn ngữ phổ biến nhất hiện nay, đó là Java, PHP, .NET. Kết thúc chương trình học, các bạn sẽ có từ 3 đến 6 tháng trở thành thực tập sinh full-time tại các doanh nghiệp là đối tác của NIIT ICT Hà Nội. Và nếu như các bạn có nhu cầu, các bạn cũng có thể trở thành thực tập sinh part-time ngay cả trong chương trình học bạn nhé. Phương pháp học tại NIIT ICT Hà Nội là bạn sẽ được học và thực hành trực tiếp trên dự án với sự tham gia hướng dẫn của các chuyên gia đến từ doanh nghiệp đối tác của NIIT ICT Hà Nội. Với lộ trình chỉ 12 tháng thực học, các bạn sẽ được học tập trung chuyên sâu vào các kiến thức kỹ năng mà các bạn sẽ trực tiếp làm việc tại các doanh nghiệp. Và chỉ cần cộng thêm một chút chăm chỉ cùng sự quyết tâm là các bạn sẽ chắc chắn thành công với lộ trình đào tạo bài bản này.